Thưa quý vị, vừa qua, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký quyết định số 911 QĐ-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2022 phê duyệt đề án bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030. Mục tiêu chung của đề án nhằm kiểm soát, ngăn ngừa ô nhiễm trong các hoạt động thủy sản, phòng ngừa và giải quyết các sự cố môi trường, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản và môi trường sống, góp phần ngăn chặn suy giảm đa dạng sinh học, nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh trong hoạt động thủy sản để bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ngành thủy sản. Để đạt được mục tiêu trên, đề án đưa ra các giải pháp cụ thể như nâng cao nhận thức, tư duy về bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản đối với các bên có liên quan, phát triển khoa học, ứng dụng công nghệ trong hoạt động thủy sản, trong xử lý chất thải từ các hoạt động thủy sản, đầu tư xây dựng hạ tầng đảm bảo việc xử lý, thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất thải, mạng lưới quan trắc môi trường thủy sản. Đồng thời, nghiên cứu cơ chế chính sách khuyến khích khai thác sử dụng đầu tư, duy trì phát triển nguồn vốn tự nhiên thủy sản, huy động xã hội hóa nguồn lực trong bảo vệ môi trường thủy sản, tăng cường thực thi chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong các hoạt động thủy sản. Theo thông tin vừa được Tổng cục Thống kê công bố, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 7 tăng 3,14% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính đến từ giá thịt lợn tăng cao, nhu cầu sử dụng điện nước sinh hoạt tăng do thời tiết nắng nóng. Giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu cũng nhích lên theo giá nhiên liệu đầu vào và chi phí vận chuyển. Cụ thể, trong tháng 7, giá thịt lợn tăng 4,29% so với tháng trước do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, làm CPI chung tăng 0,15%. Hiện giá lợn hơi cả nước dao động trong khoảng 65-70.000 đồng 1 kg, tăng 3-10.000 đồng 1 kg so với tháng 6. Giá thịt chế biến tăng 1,73%, trong đó thịt quay, giò chả tăng 1,81%, thịt hộp tăng 1%, thịt chế biến khác tăng gần 0,5%. Ngoài ra, giá thịt gia cầm cũng tăng 1,92% trong tháng 7 vì chi phí đầu vào và vận chuyển leo thang. Giá trứng các loại cũng có xu hướng đi lên vì đang vào mùa sản xuất bánh trung thu. Giá hải sản đã nhích lên 0,69% do chi phí nhiên liệu tăng. Thưa quý vị, theo Hiệp hội Điều Việt Nam, xuất khẩu hạt điều trong tháng 6 tiếp tục giảm gần 7% về sản lượng và 6,5% về trị giá so với một tháng trước. Nguyên nhân là do tình hình lạm phát tại nhiều quốc gia trên thế giới đang ở mức rất cao, khiến người tiêu dùng siết chặt chi tiêu. Việc tiêu thụ nhân điều ở các nước vì thế sụt giảm, nhất là tại Mỹ và EU. Điều này đang tác động rất lớn đến tình hình sản xuất trong nước. Trên thực tế, hiện đã có rất nhiều nhà máy tại Việt Nam phải giảm công suất hoặc ngưng hoạt động. Hiệp hội Điều Việt Nam cho biết hiện có rất nhiều nhà máy sản xuất lớn đã giảm công suất hoạt động từ 30-40% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhiều công ty nhỏ và vừa phải chọn giải pháp ngừng sản xuất. Những đơn vị vẫn còn duy trì cũng chỉ mong cầm hòa, chứ không dám nghĩ đến việc có lãi trong năm nay. Rất nhiều nhà máy nhỏ đang dừng sản xuất, một số nhà máy lớn cũng sản xuất cầm chừng, bởi vì mua nhiều vào nguyên liệu vẫn cao, bởi vì nguyên liệu đã hình thành giá rồi. Ở trên thế giới nó đã thu hoạch xong hết rồi, bây giờ nó đã có giá rồi, người ta cũng không chịu bán rẻ so với cái giá hồi người ta mua đấy. Thì trên bây giờ Việt Nam mua mà cái giá người ta không lỗ thì về Việt Nam lỗ, trên Việt Nam buộc phải ngừng sản xuất. Thì hiện bây giờ trên Bình Phước chúng tôi cũng rất nhiều nơi ấy, các nhà máy nhỏ, một số nhà máy nhỏ là không chịu nổi, chứ không phải là giải pháp gì cả, không chịu nổi cái lỗ. Hiện các doanh nghiệp không có bất kỳ giải pháp nào ngoài việc trông chờ vào sự sôi động trở lại của thị trường để việc tiêu thụ được tốt hơn. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng giá nguyên liệu điều thô nhập khẩu về Việt Nam quá cao, tăng 15-20%, trong khi giá điều nhân lại sụt giảm 5%, cũng gây trở ngại đến hoạt động của công ty. Vì thế, nhiều đơn vị đang tính đến việc chuyển nhà máy sang các nước khác. Chúng tôi thấy là cái sản xuất là hiện nay nó mức bão hòa và cạnh tranh nguyên liệu nó thành gay gắt, với các nước châu Phi hiện nay ấy, họ cũng đã tìm cách. Các nước châu Phi mà họ có nguyên liệu á, họ tự túc được 100% nguyên liệu, họ dư nguyên liệu để xuất khẩu thì họ cũng tìm cách sản xuất để xuất khẩu. Và nhiều khi họ cũng có nhiều cái lợi thế, như là ví dụ máy móc bây giờ rất là tốt, không cần nhiều công nhân quá. Rồi là các cái cước tàu mà đi từ châu Phi đi sang châu Âu, Mỹ thì rẻ hơn từ Việt Nam. Thì trên những tình hình đó thì chúng tôi là mong muốn là chúng tôi sẽ giảm cái sản xuất tại Việt Nam và chúng tôi sẽ đưa sản xuất đi ra nước ngoài. Vì vậy chúng tôi đang có kế hoạch mở nhà máy sản xuất ở châu Phi và có thể mở nhà máy sản xuất ở Campuchia. Theo chuyên gia, ngành điều Việt Nam sẽ phải đối diện với nhiều thách thức nếu các nhà máy dần chuyển khỏi Việt Nam,
Vì thế, về lâu dài, cần có chính sách để hỗ trợ các đơn vị ổn định sản xuất. Với những khó khăn trước mắt, Hiệp hội Điều đã kiến nghị lên Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xin giảm chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu từ 3,8 tỷ đô la Mỹ xuống còn 3,2 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Thưa quý vị và các bạn, áp lực về nguồn cung cộng với đồng đô la Mỹ suy yếu lấn át lo ngại về nhu cầu tiêu thụ giảm, giá dầu ngày hôm nay tiếp tục duy trì đà tăng mạnh. Trong nước thì kỳ điều chỉnh với giá xăng dầu trở nên khó dự báo hơn bao giờ hết. Giá dầu thế giới ngày 30 tháng 7 tiếp tục duy trì đà tăng mạnh, chủ yếu do lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung đang gia tăng. Ở diễn biến khác, nguồn cung khí đốt từ Nga sang châu Âu tiếp tục thắt chặt, buộc nhiều nước trong khu vực phải tìm kiếm các nguồn cung năng lượng khác thay thế bù đắp. Giá dầu hôm nay tăng mạnh còn do đồng đô la Mỹ yếu hơn trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tỏ thái độ thận trọng về việc tăng lãi suất trong những tháng còn lại của năm 2022. Trước đà tăng liên tiếp vài phiên gần đây của giá dầu thế giới, một số dự báo cho thấy giá xăng trong nước tại kỳ điều chỉnh tới ngày 1 tháng 8 có thể không giảm. Trước đó, tính toán của doanh nghiệp đầu mối xăng dầu cho biết giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore ở mức thấp hơn sau kỳ điều hành ngày 21 tháng 7. Giá dầu mới tăng trở lại trong khoảng vài phiên gần đây. Do đó, việc điều hành giá xăng dầu cụ thể thế nào còn phải phụ thuộc vào diễn biến thị trường thế giới trong vài ngày qua và mức trích lập quỹ bình ổn. Liên quan đến điều hành giá xăng dầu, theo Bộ Công Thương, giá xăng có thể giảm về 24.000 đồng một lít vào quý 4 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù dịch COVID-19 về cơ bản đã được kiểm soát nhờ các biện pháp phòng chống dịch và vaccine, tuy nhiên trong thời gian gần đây, các bệnh viện đã liên tục tiếp nhận bệnh nhân nhiễm COVID-19 trở nặng mỗi ngày. Nguyên nhân là do chủng mới của virus corona xuất hiện và vẫn lây nhiễm trong cộng đồng, trong khi miễn dịch của các mũi tiêm vaccine COVID-19 mà người dân tiêm trước đó cũng đã giảm dần theo thời gian. Theo số liệu của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, tính riêng thành phố Hà Nội, mỗi ngày thành phố cũng ghi nhận trung bình 180 bệnh nhân COVID-19. Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, trung bình mỗi ngày đang tiếp nhận từ 4 đến 5 bệnh nhân nhiễm COVID nặng. Hiện bệnh viện này cũng đang duy trì 60 giường bệnh để điều trị những bệnh nhân này với máy thở có liều lượng oxy cao. Theo các bác sĩ, bệnh nhân COVID-19 có xu hướng tăng nặng triệu chứng đều đã bị suy giảm khả năng miễn dịch trước COVID-19. Nguyên nhân là do thời gian tiêm của mũi vaccine trước đã hơn 6 tháng. Những người này sẽ dễ mắc bệnh và khả năng diễn biến nặng cao hơn. Hiện tại những cái bệnh nhân đang mắc nặng ở đây thì đa phần là những bệnh nhân mà có cái tình trạng suy giảm miễn dịch, tuổi cao hoặc là mắc các bệnh nền nặng thì là khi mà mắc thì sẽ nguy cơ tăng nặng cao hơn. Thứ hai nữa là những cái bệnh nhân để tiêm mũi 3 hay là đã mắc thì thời gian mắc cũng đã rất là lâu, 4 đến 5 tháng, có ga đấy trên 6 tháng thì miễn dịch của cái vaccine nó bị giảm sút và có nguy cơ mắc và là trở nặng. Ngoài ra, virus corona cũng liên tục biến đổi, hình thành các biến thể mới. Trong khi đó, khả năng phòng ngừa của vaccine với mỗi biến thể lại khác nhau. Khi mắc các biến thể mới, khả năng bảo vệ của vaccine có thể bị giảm xuống. Người ta nhận thấy là với cái coronavirus nói chung và COVID-19 nói riêng, thì cái miễn dịch nó không bền. Và nếu như chúng ta không tiêm nhắc lại thì cái nguy cơ lây nhiễm nó cao hơn và cái nguy cơ diễn biến nặng nó cũng có thể nó cao hơn. Theo Bộ Y tế, hiện tại biến thể phụ của chủng Omicron BA.5 cũng đã xuất hiện tại Hà Nội. Đây là biến chủng phụ của chủng Omicron, có khả năng lây nhiễm nhanh hơn BA.1 và BA.2, đã được nhận định có thể có nguy cơ lấn át biến thể cũ. Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19 và cần thiết phải tiêm nhắc lại vaccine để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình cũng như cộng đồng. Cùng với dịch COVID-19 thì các chuyên gia y tế cũng dự báo tại Hà Nội cũng như là các tỉnh thành phía Bắc, nếu tình trạng thời tiết nắng mưa thất thường kéo dài thì dịch bệnh sốt xuất huyết trong thời gian tới tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng. Bởi vậy người dân nên cảnh giác nguy cơ dịch chồng dịch. Do thời điểm này dịch cúm A cũng như là COVID-19 và sốt xuất huyết cũng đang có những diễn biến phức tạp và khó lường. Ở bên cạnh những dịch bệnh như sốt xuất huyết, cúm A hay là COVID-19 thì dịch bệnh đậu mùa khỉ cũng đang tiềm ẩn mối nguy cơ xâm nhiễm vào Việt Nam. Liên quan đến căn bệnh này thì Tây Ban Nha và Brazil là hai quốc gia đầu tiên bên ngoài châu Phi ghi nhận các ca tử vong vì bệnh đậu mùa khỉ. Trong khi đó dịch bệnh này hiện đã lây lan sang ít nhất là 78 quốc gia trên thế giới hiện nay. Vào ngày 29 tháng 7, Tây Ban Nha thông báo ca tử vong đầu tiên do đậu mùa khỉ. Tây Ban Nha là một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất của đậu mùa khỉ với trên 3.700 trường hợp nhiễm. Cùng ngày, Brazil cũng đã thông báo ca tử vong đầu tiên vì căn bệnh này. Bệnh nhân là nam giới 41 tuổi đang điều trị ung thư và hệ miễn dịch của người này đã gặp phải những vấn đề nghiêm trọng.
Brazil đến nay ghi nhận gần 1.000 ca nhiễm. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, từ tháng 5 năm 2022, hơn 18.000 ca nhiễm virus đậu mùa khỉ đã được ghi nhận tại 78 quốc gia, trong đó 70% ở châu Âu và 25% ở châu Mỹ. Dấu hiệu đầu tiên của bệnh là sốt cao xuất hiện các nốt phồng rập ở trên da. Trong một diễn biến khác có liên quan, các nhà khoa học Ấn Độ đã phát hiện ra rằng chủng virus đậu mùa khỉ xuất hiện ở nước này là A2, nhập khẩu từ Trung Đông, khác với chủng B1 gây ra các đợt siêu lây nhiễm rộng hơn ở khu vực châu Âu.